BBC dẫn lời người phát ngôn của Hamas, Ghazi Hamad, nói rằng Iran đã hỗ trợ tổ chức này tiến hành cuộc tấn công bất ngờ trên nhiều mặt trận vào Israel hôm 7 tháng 10. Ông Ghazi Hamad cũng cho biết Hamas thực hiện cuộc tấn công nhằm đáp trả hành động của người Do Thái định cư ở bờ Tây. Hằng ngày họ xây dựng các khu định cư, chiếm đất đai của chúng tôi, giết người của chúng tôi và xâm nhập vào các thành phố của chúng tôi. Thông qua các bên trung gian hòa giải như Ai Cập, Qatar hoặc Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã yêu cầu họ dừng lại, nhưng họ không lắng nghe. Ông Ghazi Hamad giải thích lý do chính của cuộc tấn công vào Israel. Cuộc tấn công chưa từng có đã khiến 300 thường dân và lực lượng an ninh Israel thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, và một số lượng người chưa xác định phụ nữ, trẻ em, đàn ông, người già và binh lính, bị bắt cóc từ miền nam Israel và đưa vào dải Gaza. Iran là nước ủng hộ chính cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine, cũng như nhóm khủng bố Hezbollah của Lebanon. Iran cũng đã lên tiếng, công khai ca ngợi cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel. Reuters cho biết, vài tiếng sau khi Hamas phát động cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, ông Rahim Safavi, cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, gửi lời chúc mừng Hamas, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ sát cánh với các chiến binh người Palestine cho đến khi Palestine và Jerusalem được giải phóng. Lực lượng vũ trang Hamas đã lên kế hoạch và thực hiện một cuộc tấn công mà người Israel ví như ngày 11 tháng 9 năm 2001. Giống như cuộc tấn công bất ngờ năm 1973 vào nhà nước Do Thái ở Yom Kippur, đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Thủ tướng Golda Meir, sự kiện vừa diễn ra, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới ông Benjamin Netanyahu. Một số nhà báo coi dù lượn cơ giới là một chiến thuật mới, nhưng vào ngày 25 tháng 11 năm 1987, 2/4 người Palestine đã nhảy dù vào Israel, từ miền nam Lebanon, giết chết 6 binh sĩ bên trong một căn cứ của Israel. Ông Netanyahu cũng không giải thích tại sao việc giám sát của Israel, bằng cả phương tiện điện tử và con người, lại không thể ngăn chặn đối phương thực hiện hoạt động này. Israel cáo buộc trong sự việc vừa qua, có sự dính líu của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Nhưng sự tập trung duy nhất của ông Netanyahu vào Iran cũng mở ra con đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường năng lực cho Hamas. Các nhà hoạch định của Hamas hoạt động an toàn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay cả khi ông Netanyahu bắt tay Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Ankara vẫn cung cấp sự trợ giúp đắc lực cho Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều. Những chiến lược gia Israel thường mô tả việc cắt cỏ khi đề cập đến các hoạt động không thường xuyên nhằm làm suy giảm cơ sở hạ tầng chế tạo tên lửa và tiềm năng tấn công của Hamas. Tuy nhiên, việc làm trên chưa bao giờ là giải pháp lâu dài. Hamas giống như Hezbollah sẽ ẩn nấp và chờ đợi cho đến khi dư luận quốc tế thay đổi trong bối cảnh thường dân thương vong. Nhưng lần này, có nhiều ý kiến cho rằng Israel nên đặt vấn đề an ninh của mình lên trên sự chỉ trích của các quan chức phương Tây. Kịch bản một cuộc chiến lớn giữa Iran và Israel là điều mà thế giới phải tính đến. Bất kỳ cuộc chiến tranh Iran-Israel nào cũng sẽ không chỉ giới hạn ở hai quốc gia đó, vì Tehran coi Hezbollah cũng như Hamas là công cụ răn đe của họ. Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, hoạt động ở khắp Trung Đông, cũng có máy bay không người lái, và có cả dự báo họ có tên lửa hành trình và đạn đạo. Thông tin mới được xác nhận cho biết lực lượng vũ trang Hamas đã tiến vào thành phố Ashkelon, khá lớn của Israel, dân số khoảng 140.000 người, và bắt giữ hàng chục quân nhân Israel, cũng như các con tin, bao gồm cả thành viên gia đình của lực lượng an ninh. Đến thời điểm hiện tại, máy bay chiến đấu Israel đang hoạt động mạnh trên bầu trời dải Gaza, thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào nhiều mục tiêu của Hamas. Theo các chuyên gia, đáng chú ý là phía Palestine rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, bao gồm cả việc nghiên cứu diễn biến cuộc xung đột Ukraine. Chúng ta có thể xác định được một số yếu tố mà Hamas đã tính đến. Ví dụ cụ thể là việc sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái để xuyên thủng các hệ thống phòng không và tên lửa. Sau khi Hamas triển khai hàng loạt UAV và tên lửa, các tổ hợp phòng thủ tên lửa của Israel gần như bất lực khi bị quá tải. Là kết quả của nhiều cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái, được trang bị lựu đạn và súng cối, cũng như các biến thể UAV cảm tử, hàng chục mục tiêu quân sự ở Israel đã bị tấn công. Tại một trung tâm liên lạc lớn của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cách biên giới với dải Gaza vài km, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mang theo đạn cối đã vô hiệu hóa hàng loạt thiết bị, và thường kéo theo đó là nhân viên vận hành khí tài. Sau khi phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine ở Gaza tấn công Israel, nhóm Hezbollah ở Liban cũng tuyên bố tấn công 3 địa điểm ở Israel, làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo tờ The Guardian ngày 8 tháng 10, nhóm Hezbollah ở Liban và quân đội Israel đã tấn công lẫn nhau dọc biên giới phía nam Liban, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng hơn.
Hezbollah tuyên bố đã pháo kích một vị trí quân sự của Israel trong khu vực lãnh thổ tranh chấp gần biên giới với Liban ở cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Họ cho biết trong một tuyên bố, các khu vực Rada, Zipdanh và Ruaisat Analam đã bị oanh tạc bằng lượng lớn đạn pháo và tên lửa dẫn đường. Chúng tôi nhắm vào ba địa điểm mà Israel chiếm đóng trong khu vực Sheba Farm ở Liban. Sheba Farm là một dải lãnh thổ tranh chấp hẹp ở khu vực giao giữa biên giới Liban Syria và cao nguyên Golan, lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng kể từ chiến tranh 6 ngày năm 1967. Khu vực này từng là điểm nóng xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel trong nhiều thập kỷ. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết họ đã bắn vào các khu vực ở miền nam Liban để đáp trả, sử dụng máy bay không người lái để tấn công các vị trí của Hezbollah trong khu vực xung quanh Sheba Farm. Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở biên giới Israel-Liban, UNIFIL, đã đưa ra tuyên bố về vụ giao tranh giữa quân đội Israel và nhóm Hezbollah. Tuyên bố viết, sáng sớm nay, lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL đã phát hiện một số tên lửa bắn từ phía đông nam Liban về phía lãnh thổ do Israel chiếm đóng trong khu vực Trung Kafr Chuba và phát hiện pháo từ Israel bắn vào Liban để đáp trả. Chúng tôi đang liên hệ với chính quyền ở cả hai phía, ở mọi cấp độ để ngăn chặn tình hình và tránh leo thang nghiêm trọng hơn. Lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi vẫn ở vị trí và làm nhiệm vụ. Họ tiếp tục làm việc, một số rời khỏi nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn. Chúng tôi kêu gọi mọi người kiềm chế và sử dụng các cơ chế liên lạc, phối hợp của UNIFIL để xuống thang căng thẳng nhằm ngăn chặn tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng. Diễn biến giữa Israel và Hezbollah xảy ra sau khi UNIFIL đã điều chỉnh và tăng cường hiện diện trên khắp khu vực hoạt động vào ngày hôm trước. Nhận định về sự tham gia của Hezbollah vào căng thẳng hiện nay giữa Israel và Hamas, phóng viên Ali Hassam của kênh Al Jazeera nói, Hezbollah đang cố gắng truyền một thông điệp tới phía Israel những người đang làm tình hình leo thang ở Gaza và có thể tiến hành một cuộc đổ bộ, có nghĩa là cuộc xung đột này sẽ có một chiều hướng mới. Hezbollah đã chọn Sheba Farm để gửi thông điệp đến Israel. Khu vực này bị Liban coi là lãnh thổ bị chiếm đóng, vì vậy Hezbollah không làm bất cứ điều gì trái chính sách của chính phủ Liban. Sẽ có một số lời chỉ trích Hezbollah từ các đối thủ chính trị trong nước, nhưng Hezbollah đã chọn khu vực này để bày tỏ quan điểm mà không vượt quá giới hạn. Israel nã pháo vào Liban một ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine mở một cuộc tấn công lớn từ dải Gaza vào các thị trấn của Israel, cũng như các căn cứ của quân đội Israel, khiến hàng nghìn người thương vong. Suốt đêm 7 tháng 10 và rạng sáng 8 tháng 10, quân đội Israel và các lực lượng đặc nhiệm đã tấn công các địa điểm có các tay súng Hamas ẩn náu, giải thoát nhiều con tin và tiêu diệt hàng trăm tay súng Hamas. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào các tay súng, các cơ sở quân sự và nhà riêng chỉ huy Hamas. Trên biển, hải quân Israel cũng kịp thời ngăn chặn một số xuồng của Hamas chở theo các tay súng chuẩn bị thâm nhập từ bờ biển của Israel. IDF đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ quân sự Riam ở miền nam, vốn là trụ sở của sư đoàn Gaza, và bị các tay súng Hamas chiếm ngay trong sáng 7 tháng 10. IDF đã gọi tái ngũ hàng chục nghìn quân nhân từ lực lượng dự bị để chuẩn bị đưa tới khu vực phía nam quốc gia này. IDF đang triển khai 35 tiểu đoàn chiến đấu tại khu vực biên giới với dải Gaza và đang chuẩn bị đưa 4 sư đoàn quân dự bị tới tăng viện cho khu vực này. Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra thông báo cho biết nước này đã đưa ra loạt quyết định quan trọng nhằm hủy diệt chính quyền và năng lực quân sự của Hamas và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine, PIJ. Theo tuyên bố, Israel cũng sẽ tạm ngừng cung cấp điện, nhiên liệu và hàng hóa cho dải Gaza. Theo cơ quan y tế Israel, ít nhất 300 người đã thiệt mạng, gần 1.600 người bị thương. Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được bao nhiêu người bị các tay súng Hamas bắt mang về dải Gaza làm con tin. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.